Vòng chung kết cuộc thi tranh tài hùng biện tiếng Anh Speak the đã diễn ra mới đây tại Hà Nội với chủ đề Những ý tưởng, đề xuất của các bạn trẻ nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ với vai trò là những đại sứ tương lai trong mọi lĩnh vực. Đây là cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh do Đại sứ quán Hoa Kỳ phối hợp với hệ thống giáo dục học mãi tổ chức dành cho học sinh các trường trung học phổ thông chuyên tại Việt Nam. Cuộc thi Speak to Lead lần đầu tiên được tổ chức hướng tới việc tạo ra một sân chơi kiến thức thu hẹp khoảng cách về địa lý và chênh lệch về điều kiện giáo dục. Đối tượng được lựa chọn tham gia cuộc thi là học sinh của các trường trung học phổ thông chuyên tại các tỉnh thành phố không trực thuộc trung ương và các thành phố lớn. Chủ đề của cuộc thi xoay quanh những ý tưởng, đề xuất mang lại cơ hội hợp tác giữa hai nước Việt Nam Hoa Kỳ với các lĩnh vực thương mại, giáo dục, môi trường, khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa giữa Hoa Kỳ và Việt Nam mỗi học sinh tham gia được kỳ vọng sẽ trở thành những đại sứ, chuyên cảm hứng đến cộng đồng và trở thành cầu nối giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong tương lai. Điều đặc biệt của vòng thi này là 2 phần 3 vòng thi được tổ chức trực tuyến. Các đội tham gia thi sẽ được nhận giấy chứng nhận, kỷ niệm trương, học bổng trực tuyến và cơ hội tham gia hội nghị Thales Leader Conference 2020 của Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức tại Hà Nội để kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.